Chào tất cả anh em ha. Hello, hello. Chào anh em. Thì hôm nay mình sẽ làm video review cái con FZ150i xe mới về luôn anh em. Đấy. Mới về thì mình làm cái video review qua để báo giá luôn cho anh em ha. Đấy, xe đang nằm ngoài. Rồi, hiện tại cửa hàng thì FZ150i thì hiện tại còn 3 con. Giá thì khoảng 35 đến 40 triệu. Tùy đời xe và chất xe khác nhau ha. Rồi, bây giờ mình sẽ làm về một con. Con này thì giá khá mềm. Đó. Giá nó chỉ 35 triệu. Đấy, và mình sẽ review chi tiết cho anh em ha. Rồi, ok. Và đây là FZ150i. Đó. 150i thì mình sẽ vào soi coi nó có trang bị những món đồ gì và giá của nó như vậy hợp lý không. Đấy, mình sẽ nổ máy xe mô đô cho anh em nghe thử. Đây. Mình sẽ vào chi tiết hơn cho anh em. Đấy. Thì vào phần chân thì kỹ. Đấy. Vành của nó thì đã lên sơn màu bạc ha. Đấy, màu bạc nha anh em. Đấy. Sơn màu bạc thì cái này là chủ xe sơn màu bạc lên ha. Rồi, mình sẽ đi dần dần xuống bên dưới. Này thì đã lên mấy con ốc titan này, lốc máy này. Đất máy thì còn rất là sạch sẽ, đẹp nha anh em. Đó. Rồi. Mình thấy là cái chỗ này thì đã cắt cái chỗ bồ hơi ra rồi ha. Đó, nối trực tiếp lên bô luôn. Xíu mình sẽ nổ máy test thử cho anh em. Đấy, mình sẽ xem thắng địa trước này. Thắng địa trước thì nó có hơi mòn chút xíu, hơi mòn thôi, chứ không mòn lắm ha. Đấy, xe màu xanh GP. Xe thì mới về hôm nay luôn nha anh em. Đấy. Mới về hôm nay mà làm video báo giá luôn cho anh em. Đấy. Đấy, lên phần đầu của nó thì đã lên cặp mà tay thắng tay côn Rambo ha. Đấy. Bình dầu này, xem bình dầu Rambo này. Khá là đẹp luôn. Cực kỳ đẹp. Đó. Tay thắng đấy, tay thắng này có điều chỉnh được ha. Đó. Xe thì sạch sẽ, sáng đẹp nha anh em. Đằng sau này. Đó. Cặp mông bạc rất đẹp luôn. Đó, có miếng chắn bùn vào cái phuộc nữa. Đấy. Con này thì biển số 94 ha. Đấy. Xe thì nguyên zin luôn, cực kỳ đẹp nhá anh em. Đấy. Xe nguyên zin. Bánh sau này còn khá là dày nhá. Đun lốp gáy gió vẫn còn nha anh em, xe rất là dày, bánh rất là dày luôn. Nhung xin đĩa. Đó, nhung xin đĩa DID. Đó. DID 428HD. Đó. Khoảng nhung xin đĩa này như 10 ly. Đó. Đấy. Rồi. Lốp trước này. Đó, lốp trước thì cũng khá là dày. Đó, lốp trước thì nó đi 170, 90, 17. Đó. Ok. Rồi. Còn gì nữa không ạ? Rồi, không có còn gì nữa. Xe thì còn rất là cứng nhá. Cứng cáp liền lạc. Đấy, bình xăng này. Mình xem ô tô con này nhá. Ô tô đi 30.000 cây. Đó. Xe đi 30.000 cây. Mình sẽ nổ máy cho anh em nghe thử ha. Đây. Đây. Máy móc khá là êm nha anh em. Đấy, giá của nó chỉ có 35 triệu. Đó. Giá rất là mềm ha anh em.
anh em nào mà đang thích cái dòng này thì cứ tới địa chỉ là 169 Lý Thường Kiệt, Di An, Bình Dương. Cửa hàng là một Phương Nam Mô Tô. Thì cửa hàng nằm trong hẻm nha anh em. Trong hẻm chứ không phải là mặt tiền. Anh em cứ đến đúng địa chỉ 169 thì ở đó có cái bảng là Phương Nam Mô Tô sẽ dẫn anh em vào, thì khoảng 15 mét thôi anh em ha. Đó. Anh em mua xe tại cửa hàng thì bảo hành xe máy móc 6 tháng cho anh em ha. Để có bảo rút hồ sơ cho anh em luôn. Và tại đây thì có hỗ trợ trả góp qua ngân hàng. Ngân hàng thì hỗ trợ khoảng tối đa khoảng 25 triệu. Đấy. Anh em thì mua xe nếu mà trả góp thì cần có chứng minh nhân dân, sổ khẩu này, rồi sau kê bảng lương 3 tháng hợp đồng lao động đó. Đó nha anh em. Đấy. Xe thì cực kỳ đẹp luôn. Đó. Đó. Ok. Đó. Hiện tại cửa hàng thì còn 3 con nhá, 3 con FZ. Đó. Thì khoảng 35 đến 40 triệu tùy đời khác nhau ha. Tùy chất xe. Đó, hiện tại đang bán với con này là 35 triệu nha anh em. Rồi anh em nào mà chưa đăng ký thì hãy nhấn nút đăng ký kênh và nhấn chuông nút đăng ký thì mình sẽ cập nhật cái con xe mới về hàng ngày cho anh em và báo giá cho anh em ha. Đấy. Báo giá trực tiếp cho anh em luôn. Và còn nhiều rất nhiều dòng xe khác nha anh em. Anh em nào mà quan tâm tới dòng xe khác thì cứ đến cửa hàng xem xe nhé. Có rất nhiều luôn. Xe thì 125 này đến 150. Và bên này thì có 250 đến 500cc. Đầy đủ các thể loại cho anh Lâm lựa chọn. Và tại cửa hàng có trao đổi với tất cả các dòng xe khác nhau nha anh em. Đấy. Để soi qua một lượt này cho anh em xem ha. Đấy. Cũng lên sơ đồ chơi ha. Chỉ có lên tay côn tay thắng này. Đó, cái Rambo này. Đó. Thì bóng của nó thì đã lên bóng đèn LED này nha anh em. Đèn pha LED đó. Lốc liệt sạch sẽ cực kỳ đẹp luôn. Đó. Hai chiếc bánh trước bánh sau còn khá là mới. Đó, anh em thì mua về chỉ đổ xăng vào là chạy thôi anh em ạ. Đó. Tại cửa hàng thì có bảo hành máy móc 6 tháng nên anh em cứ yên tâm. Đấy. Xe cực kỳ đẹp. Đó, cứng cáp liên lạc nha anh em. Đó. Đó là FZ10i. Thì còn 3 con. Anh em nào mà thích cái dòng màu đen này, màu đen rồi màu xám đen đó. Còn biển kia thì biển số 61, biển số 68, bên này biển số 94 đó. Đó, đó là tại thì còn 3 con cho anh em lựa chọn. Và nếu anh em nào thích cái dòng khác như GSX này, R15 rồi TFX, GSX Demon đó. Có rất nhiều dòng xe nên anh em cứ thoải mái lựa chọn ha. Thì GSX-R thì giá khoảng 54-57. R15V3 thì nó khoảng 59-65 từ chất xe nhá. Nếu GSX-S thì khoảng 45-46-7 triệu. Demon thì giá thì nó khoảng 46-47 triệu. GSX Demon bản Next Buy thì nó rẻ hơn. Ok. Rồi, mình sẽ kết thúc video tại đây. Mình sẽ làm video khác để báo giá cho anh em. Đó. Xin chào, hẹn gặp lại anh em video tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh và nhấn chuông ha. Mình sẽ cập nhật những cái lô xe hàng ngày cho anh em ha. Rồi, chào tạm biệt. Hẹn gặp lại anh em video tiếp theo. Đó, đây là cửa hàng xe, rất là nhiều xe luôn. Đó. Các thể loại xe đều có nha anh em. Tha hồ lựa chọn luôn. Đấy. Con này thì lên cái cánh gió này, nhìn cũng khá là hầm hố, rất đẹp.
anh em quan tâm thì cứ gọi điện thoại trực tiếp hoặc đến tại trực tiếp cửa hàng để xem xe. Có bớt chút lục lá cho anh em đến mua xe ở thời điểm này ha. Rồi. Anh em mua xe cứ đến xem trực tiếp xe. Trực tiếp xem xe thì sẽ đánh giá được cái chất lượng của xe ha. Rồi mình sẽ kết thúc video tại đây ha. Xin chào anh em ha.